sát vô coi chừng cái lông mày nha. Rồi má ơi. Chưa còn chưa thổi còn lại. Cái này kiểu âm á là phải ở trước chứ sao quay lại kỳ vậy? Không tại vì đưa cái bánh nó bị rồi bỏ tay ra nha. Rồi má cúi đầu xuống, má cúi xuống. Cúi xuống đừng có thổi. Coi chừng tao. Dạ bà thổi thôi, dạ bà thổi thôi. Rồi chụp 1 2 3. Rồi xong rồi cho mấy đứa nhỏ hỏi nha. Rồi bây giờ nguyên đám mình chụp với